Em xin chào buổi sáng cuối tuần đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta đang ở đây là đường Hoàng Sa. Cặp theo bờ kênh Nhiêu Lộc, trước mặt chúng ta đó là cầu Thị Nghè và chợ Thị Nghè. Ở đó có sở thú và hồ bơi Ít Kiêu. Thì anh Trinh hôm nay em mời cô chú anh chị chúng ta cùng đi ăn phở nha. Ăn phở buổi sáng ở đường Hoàng Sa này. Ở đây có cái quán phở Phở Phượng rất là đông luôn. Số 25 Hoàng Sa, ở đây có phở tái nạm gầu sụn vè, bò viên, rồi bính bò, đuôi bò. Hôm nay chúng ta sẽ thử món đuôi bò nha. Bữa giờ mình không ăn cái đuôi bò, hôm nay mình sẽ đi vô và thử. Rồi bây giờ mời các anh chị các bạn cùng tham gia nha. Quán phở ở đây đông ghê chưa. Xe xếp dài dài luôn. Nay cái sự tham gia của bạn đồng nhỏ nè đó. Bà này gì nữa. Bữa nay cuối tuần nên rất là đông, các khách ở xa đến đó, rất là nhiều luôn. Hàng ra rồi. Bữa nay chúng ta ăn cái món đặc biệt nha. Phở đuôi bò. Đây là tái gì? Tái sụn gầu. Này cái đuôi bò. Bữa nay chúng ta ăn cái món mới ở cái phở Phở Phượng này. Pha tương này ít thôi. Bây giờ tới tương ớt. Xíu nữa mình ăn xong rồi mình đi dạo một vòng ở trên đường Trường Sa với cặp cái vân kênh Nhiêu Lộc này ha. Để các anh chị rồi để các anh chị và các bạn chúng ta có dịp nhìn lại con đường này. Rồi được rồi. Đúng rồi, ơi kia được rồi. Đây gỗ rau, rau rất là tươi luôn. Đâu đồng ăn phở gì vậy? Phở dụng à. Này tô đuôi bò. Đuôi bò của em đây. Ở đây có bến bò này. Nếu mà mình ăn đuôi với ăn bến là phải đi sớm nha. Cục rất là lớn. Để rau vô nha. Rồi mời các anh chị bạn dùng phở nha. Đó, rau trụng xong rồi. Nhét ở dưới cho nó chín. Có một cục nạm nữa nè. Bạn Đồng làm gì vậy bạn Đồng? Rất là ngon. Ở đây nước lèo rất là ngọt. Cục này là phải ăn bằng cái đĩa. Nó cái da nó rất là giòn, cái nẹt rất là ngon. Lần đầu tiên ăn cái phở đuôi bò này luôn, rất là hấp dẫn. Cái tô này lớn lắm, chắc là sẽ mắc tiền hơn tô này. Ở đây họ phân biệt cái tô để tính tiền đó. Tô loại tô khác nhau thì giá tiền sẽ khác nhau.
tô này phở cũng rất là nhiều, bánh phở cũng rất là nhiều luôn. Ăn này không thích tông chưa khỏi ăn cơm luôn. Cái đuôi này, cái phần đầu của cái đuôi như vậy, người ta cắt ra những cái khứa khứa những cái da để cho mình dễ ăn nè. Cái đuôi này đó mình rất là dễ để gỡ thịt ra nè. Mình sắn ra 4-5 khứa gì đó, sắn theo cái sớ thịt của người ta đó, là nó sẽ tách ra xương và thịt luôn nè. Rất là dễ xé thịt ra ha. Thì mà này cô chú anh chị nào mà lớn tuổi răng yếu sẽ hơi khó ăn tí, tại vì cái này phải nhai. Nhưng mà không sao đâu, da này người ta cũng hầm rất là mềm mà. Da nó như cái gân vậy. Mình ăn da không được, ăn nạm. Mình ăn nạm cũng rất là ngon. Cái nạc, thịt nạc rất là dai, chắc thịt. Mình chấm miếng tương. Rồi mời cả nhà nha. Rồi, một số hình ảnh ở cái quán phở ở Phượng. Với cái lẩu tô phở đuôi bò và tái nạm vè. Ủa, sụng nạm vè. Ủa, tái gầu sụng hả? Đó, gửi các anh chị bạn thêm tham khảo ha. Không biết các anh chị đã từng ăn cái món này chưa nha. Nếu có ăn rồi cảm nhận thế nào cho xin comment nha. Nói chung là ở đây rất là ngon đó, thịt mà xé được luôn. Chút xíu nữa mình sẽ đi một vòng cái đường Hoàng Sa để cặp theo bờ kè nè. Mình gửi các anh chị bạn xem. À, bây giờ em xin phép nha. Lấy luôn đây luôn. Chị kêu mấy chén kìa. Ở đây qua bỏ trước chị của em là có lấy phần trắng luôn nha. Ban đầu ăn là phải có nước ngọt là động lực để ăn. Ngon đồng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng đường cặp theo kênh Nhiêu Lộc này. Ở ngoài chuẩn bị mưa rồi, hôm nay chuẩn bị mưa. Ở bên kia chúng ta thấy đó là chung cư B1 Trường Sa, mái ngói đỏ đỏ đó ha. Mình sẽ đi một vòng bên đây theo cái kênh Nhiêu Lộc này. Mình sẽ đến sở thú hồ bơi Ít Kiêu, cầu Thị Nhè. Rồi xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn chúng ta đã nhiệt tình theo dõi video này. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha. Bye bye ông bà cô chú ấy đồng. Không nhiệt tình hết rồi. Sau khi ăn xong thì chúng ta sẽ đi dạo một vòng ở trên cái đường Hoàng Sa này. Và chúng ta thấy ở đây bây giờ cảnh quan rất là đẹp, và những ngôi nhà rất là đẹp luôn. Nhà ở đây thì có giá rất là cao, từ vì nhìn ra dòng kênh Nhiêu Lộc. Đó, cái ngôi nhà, cái quán phở nãy chúng ta vừa ăn đó. Nhà cũng rất là lớn nè. Và con đường này rất là mát, rất là đẹp. Buổi tối thì có những cái chuyến tàu, chuyến thuyền này nè,
để mình đi một vòng cái kênh Nhiêu Lộc này để mình tham quan nè. Bây giờ chúng ta đi dạo một vòng ở đây ngắm rồi dạo mát luôn ha. Chúng ta nhìn bên kia là cái cầu Thị Nghè và chợ Thị Nghè. Bạn đồng nhỏ ăn xong rồi đi dạo lang thang một vòng ở đây nè. Chúng ta nhìn cái dòng kênh nè. Bây giờ dòng kênh này rất là sạch và có những con thuyền nhỏ nhỏ làm kiển làm cảnh. Bên kia là đường Trường Sa và bên kia có cái chung cư. Nhìn xa xa chúng ta thấy có cái tòa nhà Landmark ha, khu Vinhome đó, 81 tầng. Chúng ta đi ở đây có những cái thùng rác này. Họ trang trí cũng rất là đẹp. Có những cái dụng cụ tập thể dục. Nhìn Sài Gòn bây giờ rất là thay đổi ha. Những cái cái rác thì không còn nữa, đổi lại những cái bờ kè này và người ta có thả cá ở dưới đây rất là nhiều nè. Đó, nhìn thấy những con cá chép nè. Cá ở đây thì cấm câu ha, để làm mỹ quan đô thị thôi. Cũng có rất là nhiều người nước ngoài đi dạo tản bộ một vòng ở khu vực này. Mình nhìn bên kia là Sở Thú và đường Hồng Thập Tự năm xưa và bây giờ là Nguyễn Thị Minh Khai. Bên đây có cái công viên nhỏ nhỏ. Có lẽ những hình ảnh này sẽ rất là khác với ngày xưa các anh chị và các bạn đã từng ở đây và bây giờ chúng ta có dịp mình nhìn lại. Đó, bến tàu nè. Bến tàu để mình đi đi dạo một vòng ở cặp con kênh Nhiêu Lộc này nè. Hình như là vé mua vé mình mới lên tàu đi á, nhưng mà không biết vé thế nào. Để hôm nào sẽ làm cái video về khu này ha, về những cái chuyến đi này để chúng ta trải nghiệm ha. Ở đây có quán cà phê nữa nè. Cái bảng nó mờ rồi, mình nhìn không rõ lắm. Sơ đồ tuyến du lịch, bến du thuyền đi đến Phú Nhuận, cặp theo đường kênh Nhiêu Lộc này. Mình có thể xuống dưới ngồi uống cà phê luôn nè. Ủa, bạn Đồng đâu rồi? Còn đây quán cà phê. Quán cà phê cặp theo cái kênh Nhiêu Lộc. Bến nội bộ. Một lượt 20.000, hai lượt 30.000. Mở cửa sau 11 giờ. Ủa, đóng cửa sau 11 giờ tối, mở cửa 8 giờ. Bến nội bộ thuyền Sài Gòn. Chỉ có 30.000, 20.000 một người và 30.000 hai người. Đó, họ chuẩn bị lên thuyền và đi dạo một vòng nè. Cái máy này chắc bạn đầu nhỏ không chịu đi rồi. Để em lại hỏi coi. Đây có cái xe buýt điện nữa nè.
Ở đó người ta đi thuyền đi không? Dạ các bạn 4 tuổi có xe buýt điện đây. À. Dạ các bạn 4 tuổi. À, ủa đồng đi tàu này không? Không biết có ai 4 tuổi coi. Chào các bạn 4 tuổi. À, đây là cái cầu Thiên Nghè nè. Đó. Rồi những người này đợi đợi ghe tới và chạy nè. Đứa này đâu có chạy đâu anh. Này đâu có chạy đâu. Mày xe kiển à. Kìa ta 20.000 vé mà. Lên ngồi thôi à. 30.000 hai vé. Có chạy kìa, có máy kìa. Rồi cho em xin tạm dừng cái video tại đây ha. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Rồi, một số hình ảnh ở hồi số hình ảnh ở bờ kênh Nhiêu Lộc. Đưa lại coi. Tôi phải học cái đóng phim hoài mệt quá. Bây giờ. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.